là vui, rất là hạnh phúc vì ngày hôm nay chúng ta lại có mặt với nhau trong video ngày số 17. Và bài tập ngày hôm nay của chúng ta sẽ gồm có các nội dung như sau. Là chúng ta sẽ tập aerobic và tập với các động tác bật nhảy kết hợp với chân sẽ giúp cho chúng ta giảm rất là nhiều calo nhé và tiêu hao rất là nhiều năng lượng nhé. Và phần cuối cùng của bài tập này sẽ là một bài tập giật bụng giúp chúng ta giảm mỡ bụng nhé. Cảm ơn các bạn nha. Và tài trợ cho video này là nhà tài trợ Amy Sport với những bộ đồ tập vô cùng xinh xắn và vô cùng dễ thương mà chúng mình đang mặc trên người. Các chị em nếu mà muốn có nhu cầu mua đồ tập thì đừng quên là hãy ủng hộ cho Amy Sport nha. Trên website là amysport.vn, trên fanpage là Amy Sport gạch ngang đồ tập nữ và trên Shopee là amysport.vn nhé. Cảm ơn mọi người và chúng ta sẽ bắt đầu bài tập ngày số 17 của chúng ta nha. Let's go!
được là
Khi mới thương nhau em hay nắm tay dặn dò, cho dù cuộc đời là bề dâu trái ngang, đã thương nhau mình sắt son một lòng, dẫu khổ thế nào thì tình vẫn không phai. Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng, ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đến đông gần tàn, giấc mộng sắp thành thì bóng ai đổi thay. Giấc mộng sắp thành thì bóng ai đổi thay. Tình ơi sao tình gieo nhiều nỗi trái ngang cho người lắm để chề. Tình ơi cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi như mình đã già. Thôi nhé em ơi đây ta đã xa lạ rồi, ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau. Bước chân đi lạc rất duyên nhờ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. Mới thương nhau em hay nắm tay dặn dò, cho dù cuộc đời là bề dâu trái ngang, đã thương nhau mình sắt son một lòng, dẫu khổ thế. Mới thương nhau em hay nắm tay dặn dò, cho dù cuộc đời là bề dâu trái ngang, đã thương nhau mình sắt son một lòng, dẫu khổ thế nào thì tình vẫn không phai. Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng, ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đến đông gần tàn, giấc mộng sắp thành thì bóng ai đổi thay. Giấc mộng sắp thành thì bóng ai đổi thay. Nhiều nỗi trái ngang cho đời lắm đê trề. Tình ơi cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi như mình đã già. Tình ơi sao tình gieo nhiều nỗi trái ngang cho người lắm đê trề. Tình ơi cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi như mình đã già. Ôi nhé em ơi đây ta đã xa lạ rồi, ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau. Bước chân đi lạc rất duyên đờ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. Nếu gặp giữa đường, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. Ngón tiếp theo là
to pull up. We smoke mobile, mobile, swat it up. And we hit the lotto. Yeah, we up in the club, getting fucked up to pull up. We smoke mobile, mobile, swat it up. And we hit the lotto.
dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếng người trái tim vỡ tan, nhặt lại từng cánh sầm rơi, nắng vẫn xót xa cho chính đời mình. Khi người em yêu đã nói dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau, những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo mỗi tim, sương rơi trên cánh lụa hồng hay nước mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần bên em để tôi nhớ mong. Qua cả nhà mẹ mỉm sữa tuyệt vời ạ. Các bạn rất thả tim nào. Đó, chúc tất cả các bạn tập luyện tốt và giảm cân tốt nhá. Mà mẹ mỉm sữa đang trong thời kỳ giảm cân ấy, các bạn đừng quên là hãy ủng hộ, hãy cổ vũ và động viên cho mẹ mỉm sữa nhá. Bye tay. Chúc mừng bạn đã tập luyện hết video này cùng với huấn luyện viên Oanh Nguyễn. Để không bỏ lỡ bất cứ video nào, hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, nút hình tròn ở giữa màn hình của các bạn. Để xem các video tiếp theo, hãy nhấn vào nút bên trái hoặc bên phải. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!